Sáng ngày 17 tháng 4, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cho hay đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả ra soát báo cáo các dự án gói thầu do công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên của công ty này thực hiện tại tỉnh Phú Yên Lý do là Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu ra soát, báo cáo các dự án gói thầu do tập đoàn này và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện tại Phú Yên. Theo ông Đặng Khoa Đảm, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, qua rà soát, ban này xác định tại Phú Yên chỉ có một dự án có sự tham gia của tập đoàn Thuận An với vai trò là nhà thầu phụ đó là dự án nút giao thông khác mức đường số 2, khu đô thị Nam, thành phố Tuy Hòa, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Tuy Hòa. Có tổng mức đầu tư hơn 556 tỷ đồng được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 4 năm 2022. Nguồn tin của tuổi trẻ online cho hay, khối lượng thi công của Thuận An có giá trị 114 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện ở Phú Yên, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An đang là nhà thầu thi công cầu kỳ lộ trụ T9 đỉnh T26 thuộc gói thầu số 13 XL dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Quy Nhơn Chí Thạnh. Trao đổi với tuổi trẻ online, ông Đỗ Quang Minh, phó giám đốc ban quản lý dự án 85 cho hay, công tác thi công cầu kỳ lộ vẫn tiếp diễn, tiến độ đảm bảo, không bị ảnh hưởng gì sau khi ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn thuận an bị bộ công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ